Bây giờ Tuyên sẽ cho rái cá bú sữa, bởi vì cái tiếng kêu này á là rái cá nó nói rằng con rất là đói bụng. Con rất là đói bụng hả? Bú đi con. Rồi, cách cầm bình sữa như thế này. Tuyên đã chỉ các bạn rồi. Đúng không? Đó đó. Xin chào mấy anh chị, em là rái cá lông mượt. Em vừa được người cá Tuyên giải cứu về. Em rất vui nếu được các anh chị nào đó có đầy đủ điều kiện chăm sóc em phát triển tốt. Em sẽ đi theo các anh chị về nhà ở nha.